Oxin thì nhận đại Oxin, nói cho nó nhanh đi. Nói ra kia, nói ra kia. Oxin vào đây làm giúp việc. Oxin mà thấy chủ về mà ngồi đó hả? Đứng lên. Làm này lâu chưa? Mới bữa mới là đúng rồi. Đó, cứ tự nhiên nhà đây thì cứ chịu khó. Lương nó pha kiểu vặn cổ thế. Ngồi đi. Ngồi dưới đất. Hai. Một lần nữa tôi nhắc lại nha, ông làm giúp việc. Chị ăn cơm đi chị. Em xuống bếp ăn cám. Ủa là sao nữa? Dạ. Bác này giúp việc mà. Bác này là ba của Yến. Con xin dùng hai đầu gối cứng rắn của mình quỳ xuống, ngửa mặt lên xin lỗi bác ạ. Rồi, thật sự con không nghĩ bác là giúp con không biết. Con không biết mà. Dạ chứ. Quỳ đó.